Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình lại tiếp tục cập nhật thêm thị trường. Trước khi bắt đầu video, mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình trong thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư. Và các bạn chú ý thêm là có rất nhiều kênh YouTube giả mạo sẽ vào phần comment để lôi kéo đầu tư, nên các bạn phải chú ý. Đầu tiên là mình xem Bitcoin và mình cập nhật luôn mô hình của Bác Quy Corp. Thì đây là khung ngày. Thì trong video trước mình đã phân tích là sau khi mình phá vỡ cái trendline giảm tổng này và mình đã phá cả cái cạnh trên của vùng kháng cự là 42.300 thì mình bắt đầu trong giai đoạn cuối cùng của giai đoạn đi là giai đoạn SOS. Thì trong giai đoạn này mình cần là test lại cái vùng kháng cự này để xác nhận đây sẽ là vùng hỗ trợ. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái này thành màu màu xanh. Và đây sẽ là vùng hỗ trợ mới. Còn vùng kháng cự thì sẽ để lên phía trên này. Đây là những vùng kháng cự. Bây giờ đây là vùng hỗ trợ. Thì ngày hôm qua mình đã bắt đầu sau khi test cái đường trung bình là 200. 200 ngày mình đã bắt đầu điều chỉnh. Thì đấy, bây giờ mình đang kỳ vọng là test cái vùng hỗ trợ này. Thì đầu tiên là đây là vùng hỗ trợ của mô hình Bác Vy Corp. Thứ hai là cái đường trendline này mình cũng có thể test lại. Và thứ ba là mình đã có một cái tăng trendline tăng khung ngày. Đấy, thì đây là cái vùng mình nghĩ là mình cần phải test lại để tiếp tục xu hướng tăng. Và thứ tư nữa ấy, là khi mình đo Fibo thoái lui thì mình sẽ xem là rơi vào vùng bao nhiêu. Đấy, đây cũng là vùng 0.5 của chỉ số Fibo khi mà mình test lại cái đường trendline này. Còn như cái trước ấy, là khi mà mình điều chỉnh, mình chỉ điều chỉnh vào 0.382 thôi. Thì nếu mà điều chỉnh về 0.382 thì lại là cũng test được cái cạnh trên của vùng hỗ trợ mới này là 42.300. Đấy, đây là cái đề mình kỳ vọng trong tuần này mình sẽ test lại vùng này. Sau đấy mới có thể phá được đường trung bình 200 ngày này và tiếp tục xu hướng tăng. Và sau đấy là mình sẽ phải phá cái vùng là 51.200. 51.000 này, tại vì cái vùng này sẽ là vùng cái vùng là Bitcoin market cap là 1.000 tỷ. Đấy, nên sau khi lên được đây mình nghĩ là sẽ phải điều chỉnh xuống test lại cái trendline này. Đấy. Thì đấy là nhận định của mình trong tuần này là mình cần test lại cái vùng hỗ trợ này để xác định đây là cái vùng hỗ trợ mới. Đấy, có thể test nhẹ như cái đợt trước là và về Fibo 0.382 là test cái cạnh trên này là 42.300, hoặc có thể test sâu hơn là xuống Fibo 0.5 thì vẫn ở trong cái trend tăng này. Đấy. Mình đang ở trong trend tăng này. Mọi thứ đều đi đúng rất đúng kịch bản. Và nếu như đi đúng kịch bản như vậy thì đến từ bây giờ đến xem đấy khoảng 11 ngày nữa là mình lên đến test cái vùng là 51.000 và sau đấy mình nghĩ là trong tháng này mình sẽ lên được là 58.000, tại vì
Khi mình thu nhỏ lại thì các bạn thấy là mình cái mô hình mà theo phương pháp WeCop này mình đã vẽ từ rất lâu rồi và mọi thứ đi khá chuẩn. Thì đây đây là cái mô hình WeCop phân phối và đây là cái mô hình WeCop tích lũy. Thì mình có thể đo được là cái mô hình phân phối này bắt đầu là và kết thúc là khoảng 98 ngày. Và cái mô hình tích lũy này ấy, thì cũng bắt đầu từ đến bây giờ là mình được là khoảng 85 ngày rồi. Đấy, nếu đúng thì khoảng 98 ngày ấy, là mình cũng lên được đến vùng là 51.000. Thì mình sẽ về lý thuyết thì sẽ cân đối về khung thời gian cũng như là không gian. Không gian là mô hình giá và thời gian là khung thời gian, đây là mình có thể đo được là cái chính xác là bao giờ nó sẽ lên đến những cái vùng mình kỳ vọng. Không chắc chắn 100% nhưng mà cũng có sự tương xứng như vậy. Tại vì mình sẽ phải trả lại những cái vùng mà mình đã phải hồi sống lại những cái vùng ấy. Đấy, những cái vùng kỳ vọng là vùng 58.000 trước. Thì mình nghĩ là trong tháng này mình sẽ lên được vùng lại 58.000 trả xong. Tại vì nguyên tắc của thị trường hoạt động rất đơn giản là sau khi tích lũy xong, hoàn thành cái mô hình WeCop này thì phải đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn bơm thổi. Giai đoạn bơm thổi để những cái nhà tạo lập thị trường có thể chốt lời. Còn giá đẩy lên là FOMO của những nhà đầu tư mới. Để còn những nhà đầu tư tạo lập thị trường người ta sẽ luôn luôn chốt lời. Người ta sẽ bán ra và những nhà đầu tư mới lao vào mua. Hay tại vì có người bán thì phải có người mua thì mới khớp lại được. Đấy, thì trong tuần này mình sẽ target là không phải kéo qua đến tuần sau là lên đến 51.000. Đấy, thì điều chỉnh xong rồi phá. Nhưng mà tuần này mình nghĩ khả năng cao là sẽ phá được cái đường trung bình này. Trung bình 200 ngày nữa là 45.000. Rồi bây giờ mình qua khung tuần. Thì khung tuần mình đã đóng nến tuần. Và hiện giờ cái chỉ số của stock RSI mình đã nằm trên 20 rồi, cái vùng 20 rồi. Và bắt đầu giai đoạn bắt đầu tăng trưởng như cái đợt trước. Đấy, thì mình sẽ chắc chắn trong hôm tuần cũng có dấu hiệu tăng rồi. Nên khả năng mà mình xuống lại dưới những vùng này cũng rất là khó. Rất là khó, có thể phá được cái trend tăng này rất là khó. Đấy, thì đó là nhận định của mình trong trong tuần này. Thì xin chúc mừng những bạn nào bắt đầu tăng lại các bạn. Thì chúc mừng những bạn nào đã mua được những vùng đáy này. Đấy, và bây giờ là thành quả chuẩn bị gặt hái. Thì tùy cái mục tiêu đầu tư cũng như cái kế hoạch của các bạn thì các bạn có thể chốt lời. Bạn nào mà tay to thì có thể target xa hơn lên những vùng cao. Còn tay nhỏ muốn chốt lời ngắn hạn thì có những vùng sẽ lên được những vùng này. Phải trả sóng để bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Còn mình thì mình sẽ chốt lời khi mà riêng Bitcoin thì mình không chốt lời nhưng mà mình sẽ chốt lời altcoin. Đấy, khi mà Bitcoin lên đến đỉnh thì mình bắt đầu phân tích video của altcoin và bắt đầu chốt chốt lời altcoin. Đấy, có nghĩa mình chốt lời đến cuối chu kỳ chứ không có chốt lời giữa chừng này. Chốt lời giữa chừng chỉ một số đồng mà mình nghĩ là không có đúng cái target của mình thì mình mới chốt lời thôi. Không đúng sự kỳ vọng mình mới bán. Còn mình chủ ý sẽ chốt lời vào cuối chu kỳ. Còn những thông tin khác thì mình thấy là những đây là Bitcoin Treasury.
Những tập đoàn lớn, công ty lớn thì không có động thái thu mua gì so với tuần trước. Thì tuần trước là mình có 1.652.333 Bitcoin. So với tuần này thì những tập đoàn lớn bán ra một ít thôi, không có nhiều. Không có gì thay đổi gì, chứng tỏ là những công ty lớn đang kỳ vọng Bitcoin tiếp tục tăng lên những vùng này và bắt đầu chốt lời tiếp. Đấy. Rồi ok, đấy là cập nhật nhanh nhận định của mình về thị trường trong những tuần tiếp theo. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like. Xin chào tạm biệt các bạn.